Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đạo quân Trung Quốc đã thầm lặng tàn phá thế giới ra sao. Nhân sự kiện 3 người Trung Quốc bị giết và phân thây tại Zimbabwe vào ngày 24 tháng 5 vừa qua đang làm rung động giới Hoa Kiều ở châu Phi. Nhà báo Chu Vĩnh Hải, một trong những hội viên đầu tiên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã giới thiệu trên trang Facebook cá nhân cuốn sách Đạo quân Trung Quốc thầm lặng của hai nhà báo người Tây Ban Nha xuất bản vào năm 2011 để giúp độc giả lý giải vì sao đa phần người Trung Quốc ở Zambia và các quốc gia khác đều bị căm ghét. Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải đã nhận định rằng có một sự thật không phủ nhận được là khi sinh sống và kinh doanh ở nước ngoài, đa phần người Trung Quốc là những kẻ tham lam và tàn phá. Đây là hình ảnh chụp màn hình video hiện trường kho vải của người chủ Trung Quốc ở Mankeni, ngoại ô thủ đô Lusaka, Zambia đã bị châm lửa đốt để phi tang xác 3 người Trung Quốc. Khai thác tài nguyên là lĩnh vực chủ yếu mà Trung Quốc đầu tư sang các nước kém phát triển. Và việc khai thác này chỉ có lợi cho một nhóm người có chức vụ ở địa phương và chủ đầu tư Trung Quốc. Còn cộng đồng bản địa thì không những không nhận được lợi ích gì mà còn phải gánh chịu những hậu quả mà môi trường thiên nhiên bị tàn phá. Nhà báo Hải giới thiệu, Myanmar, một nước láng giềng của Trung Quốc là nạn nhân thảm hại đầu tiên mà cuốn sách nhắc đến. Vào những năm 2005, cứ mỗi 7 phút lại có một chiếc xe tải chở 15 tấn gỗ xẻ khai thác bất hợp pháp ở Myanmar qua cửa khẩu và Bon Bon tiến về Trung Quốc. Hay nói một cách khác, mỗi năm có 1 triệu mét khối gỗ bị xẻ và biến mất khỏi rừng Myanmar để đáp ứng nhu cầu gỗ tăng cao ở Trung Quốc. Tài sản rừng và đa dạng sinh học khổng lồ của Myanmar đã khiến Trung Quốc vươn vòi bạch tuộc vào khu vực Kanchi, khai thác khốc liệt các khu rừng, các khoáng sản và đá quý. Công thức thường được áp dụng như sau. Người Myanmar cấp giấy phép khai thác tài nguyên thiên nhiên cho ai trả giá cao nhất, trong khi người Trung Quốc trả giá cao chẳng thắc mắc gì. Bên thứ nhất đã trở nên giàu có một cách ghê gớm, còn bên thứ hai lấy đi được ngọc bích, vàng và gỗ. Những người thua cuộc duy nhất là hơn 1 triệu người dân phần lớn nghèo khó trong vùng, những người không thấy điều kiện sống của mình cải thiện chút nào dù tài sản quốc gia bị cướp phá tàn bạo. Không dừng lại ở đó, công cuộc khai thác mỏ của các ông chủ người Trung Quốc tại khu vực Kanchi của Myanmar đã làm bùng nổ các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm và AIDS. Đây là hình ảnh xe chở gỗ có bang Kanchi, Myanmar sang biên giới Trung Quốc vào tháng 4 năm 2015. Trong cuốn sách, một người dân bản địa đã mô tả vùng đất Kanchi là một nơi dã man như thời Trung Cổ. Đó là vùng đất tàn bạo và tuyệt vọng, tràn lan ma túy, AIDS, bệnh tật, là chỗ trú khốn cùng, là đầy ải không cùng đau buồn liên miên. Đất nước được nhắc đến tiếp theo cũng là đường biên giới với Trung Quốc, nhưng hoàn toàn không phải là một nước nghèo, chậm phát triển mà là một cường quốc thế giới. Đó là Cộng hòa Liên bang Nga, một nạn nhân đau thương khác trong chiến dịch săn gỗ quý của giới con buôn Trung Quốc. Nhà báo đã thuật lại như sau, trong khoảng thời gian dài kể từ năm 1992, mỗi năm có khoảng 10 triệu mét khối gỗ từ Cộng hòa Liên bang Nga xuất sang Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là mỗi năm các tay chơi Trung Quốc khai thác và mua từ Nga 10 triệu mét khối gỗ quý. Quá trình hình thành khai thác theo lối tận diệt rừng của người Trung Quốc với sự tiếp tay tích cực của những người Nga tham lam đã làm suy thoái nghiêm trọng hệ thống sinh thái ở vùng Viễn Đông. Quá trình hủy diệt này đã tác động tiêu cực đến loài hổ quý hiếm Siberia. Rừng kiệt quệ và không còn nguồn thức ăn nên loài hổ Siberia đã lần lượt phải ăn thịt lẫn nhau. Nạn nhân tiếp theo của lòng tham Trung Quốc là đất nước châu Phi Mozambique. Người Trung Quốc cho người Mozambique vay tiền để những người này làm hình nộm kiếm cho công ty giấy phép khai thác mà chỉ cấp cho công dân Mozambique. Cũng bằng cách cấp các khoản vay cho người Mozambique để họ mua các phương tiện cần thiết và nộp tiền mặt, ký quỹ theo yêu cầu của chính quyền để có giấy phép khai thác. Các công ty Trung Quốc chồng chất các khoản nợ lên người dân địa phương, buộc họ phải bán tài nguyên thu được từ rừng cho người Trung Quốc với điều kiện rất thuận lợi. Một doanh nhân kinh doanh gỗ người Tây Ban Nha ở Mozambique đã nói như sau. Dưới tay người Trung Quốc, 25% rừng đã biến mất ở các tỉnh Sofala, Zambezia, Nampula mới là kẻ sơ, 4 hoặc 5 năm nữa sẽ không còn lại gì. Nếu khai thác gỗ vẫn tiếp tục ở mức độ hiện tại, và toàn bộ dự trữ gỗ cứng của Mozambique sẽ bị xóa sổ trong vòng chưa đầy 10 năm. Quốc gia nghèo đói và chậm phát triển nhất thế giới là Cộng hòa Dân chủ Congo chắc chắn sẽ không bị lọt khỏi tầm mắt của các quân tàn phá từ Trung Quốc tràn sang. Đây là hình ảnh một số học sinh người Congo cầm biển phản đối người Trung Quốc can thiệp vào giáo dục tại nước này.
Tại quốc gia này, Trung Quốc đã ký kết hợp đồng lớn nhất của mình ở châu Phi vào năm 2008. Theo đó, Trung Quốc chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển của Congo để đổi lấy quyền khai thác dữ lượng đồng và coban khổng lồ của quốc gia này trong vòng 30 năm tiếp theo. Hai nhà báo người Tây Ban Nha phân tích về hợp đồng lịch sử này như sau. Trước tiên, giá trị của nguồn tài nguyên mà Trung Quốc có được từ khai thác mỏ của Congo vượt áp đảo đầu tư của Trung Quốc. Trong khi các công ty nhà nước Trung Quốc đầu tư 6 tỷ đô la thông qua ngân hàng Exim Bank của Trung Quốc, lợi nhuận mà coban và đồng có thể mang lại cho Sicomin, tức là công ty liên doanh chịu trách nhiệm quản lý đầu tư, tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng mới và vận hành mỏ, và phần phân chia lợi nhuận thu được từ khai thác tài nguyên này có khả năng đạt từ 40 tỷ đến 120 tỷ đô la. Nói một cách khác, gấp từ 6 đến 20 lần giá trị đầu tư. Tức là hợp đồng này đã làm quốc gia nghèo đói mất ít nhất 20 tỷ đô la từ tài nguyên khoáng sản. Và một đại diện khác cho các nạn nhân đến từ châu Phi của Trung Quốc là Angola, quốc gia có dự trữ lượng dầu mỏ cực kỳ lớn. Vào năm 2004, Angola và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận đặc biệt. Theo đó, Trung Quốc sẽ cho Angola vay 14,5 tỷ đô la thông qua các ngân hàng nhà nước của Trung Quốc. Còn Angola sẽ trả cho Trung Quốc mỗi ngày 200.000 thùng dầu và cho phép các công ty của Trung Quốc khai thác tài nguyên khoáng sản của Angola. Từ đó, Trung Quốc, một thị trường khổng lồ đang đói nhiên liệu, nghiễm nhiên có mỗi ngày 200.000 thùng dầu. Đây là hình ảnh chủ người Trung Quốc đi cùng với người công nhân, người Angola trên một chiếc xe tải chở hàng Trung Quốc nhập khẩu tại chợ Trung Quốc ở Luanda, thủ đô của Angola. Và còn Angola đã nhận được gì? Một câu hỏi được đặt ra. Và nhà hoạt động xã hội người Angola nói với hai nhà báo Tây Ban Nha như sau. Trung Quốc đã thực hiện một số dự án xây dựng lớn ở Angola. Không có cái nào trong số đó được bàn giao. Hoàn toàn không. Và điều đó dẫn tới chúng tôi đến một câu hỏi. Họ có thực sự cho chúng tôi vay hay không? Tiền có thực sự đến và liệu có bị đánh cắp hay bị làm sao hay không? Tại Angola, Trung Quốc đã tài trợ và tiến hành xây dựng sân bay quốc tế có tổng vốn đầu tư 2 tỷ đô la. Dự án này theo thiết kế rất lớn và dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Nhưng vào thời điểm 2010, dự án này chỉ là những bức tường lạnh lùng. Tuy nhiên, chính quyền Angola không bao giờ phàn nàn về tiến độ rùa bò của dự án mà họ cho rằng rất có ý nghĩa với sự phát triển của Angola. Và những khoản hối lộ hậu hĩnh từ các giới doanh nhân Trung Quốc đã làm cho mồm của các quan chức mím lại. Tác giả cuốn sách cũng chỉ ra rằng chỉ có các quốc gia có nền chính trị độc tài, nơi các chính trị gia luôn hào hứng với các khoản tiền hối lộ khổng lồ, mới vồ vập với các khoản đầu tư và các khoản cho vay từ chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc đã lợi dụng chính mặt trái của xã hội độc tài để bành trướng toàn cầu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên trái đất này. Và các khoản cho vay của chính phủ Trung Quốc đối với các quốc gia nghèo rõ ràng không phải là ân tình, là trách nhiệm hay là sự giúp đỡ, mà thực chất là một sự chiếm đoạt, một cú lừa ngoạn mục, một âm mưu đê hèn. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là chính phủ Trung Quốc lấy nguồn tiền nào để cho các nước nghèo vay một cách phóng khoáng khi mà cách đây hơn 10 năm họ chưa có tiềm lực mạnh như bây giờ? Đây là hình ảnh trụ sở của Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc China Exim Bank. Tác giả cuốn sách đã lý giải điều này như sau. Từ đâu các ngân hàng Exim Bank và CDB có được nguồn lực không giới hạn của họ? Làm thế nào mà một quốc gia đang phát triển như Trung Quốc lại có thể trở thành một thế lực tài chính hùng mạnh khi phần còn lại của thế giới đang phải trải qua khủng hoảng kinh tế? Công thức thần kỳ của Trung Quốc là gì? Và câu trả lời cho bí ẩn này được tìm thấy ngay tại trung tâm của chế độ độc tài. Nói ngắn gọn, chính người dân Trung Quốc chi trả cho giấc mơ và tham vọng của nhà nước Trung Quốc, cho dù họ có thích hay không thích. Và vì sao như vậy? Một mặt, Exim Bank và CB Bank tự tài trợ cho chúng bằng cách phát hành trái phiếu cho các ngân hàng thương mại Trung Quốc mua, một khoản chi được đảm bảo bởi khoản tiền gửi tiết kiệm của 1,3 tỷ người dân Trung Quốc. Vì không có phúc lợi nhà nước, người dân Trung Quốc tiết kiệm trên 40% thu nhập của họ, mức tiết kiệm cao nhất trên thế giới. Mặt khác, số lượng tiền được gửi khổng lồ này được kết hợp với điều các nhà kinh tế gọi là thắt chặt tài chính trong hệ thống của Trung Quốc, có nghĩa là người gửi tiền buộc phải thua lỗ với khoản tiết kiệm của họ. Vì vậy, tổn thất tài chính của người dân Trung Quốc phải gánh chịu vừa khớp với nhu cầu của công ty Trung Quốc sử dụng số tiền này, với lãi suất trên thực tế là bằng không. Và số tiền đã được cung cấp cho các công ty nhà nước tài chính giá rẻ để thực hiện các cuộc chinh phục toàn cầu. Vì vậy, cây đũa thần kỳ diệu của việc tài trợ vốn không có giới hạn được trả giá cực đắt bởi những người tiết kiệm Trung Quốc, đồng thời đối thủ cạnh tranh thương mại của Trung Quốc tố cáo nguồn tín dụng ưu đãi này
không công bằng. Theo thời gian, các nạn nhân của Trung Quốc đã dần nhận ra bộ mặt thật của mạnh thường quân châu Á. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán lại càng bồi đắp thêm những nghi ngờ với Trung Quốc. Đây là hình ảnh hãng hàng không China Airlines ra mắt chuyến bay trực tiếp đầu tiên nối thủ đô Nairobi của Kenya và Trường Sa, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Quan hệ Trung Quốc với châu Phi đã có những dấu hiệu rạn nứt thời gian gần đây. Vào cuối tháng 2 vừa qua, dư luận Kenya đã phẫn nộ khi một chiếc máy bay của hãng hàng không China Jet Airlines từ Trung Quốc đại lục hạ cánh ở Nairobi. 239 hành khách được xuống máy bay mà không cần xét nghiệm, trong khi tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến nghiêm trọng. Và điều đó dẫn tới lời kêu gọi phải dừng các chuyến bay giữa Trung Quốc với châu Phi đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Tháng 4 vừa qua, các bộ trưởng châu Phi đề nghị G20 thông qua gói cứu trợ 100 tỷ đô la, trong đó có 44 tỷ hoãn trả nợ hoặc xóa nợ. Trung Quốc, nước được cho là đang nắm giữ tới 1/5 số nợ của châu Phi, đáp lại rằng họ sẽ làm như các nước G20 khác và không có đối xử ưu đãi nào đối với các đối tác lâu năm. Nhưng mối đe dọa mới nhất cho quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi là nạn phân biệt chủng tộc với người châu Phi tại Trung Quốc. Những hình ảnh gây sốc về tình cảnh nhiều người châu Phi ở Quảng Châu bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi đường và khách sạn từ chối tiếp nhận. Giới chức thành phố cũng bắt tất cả các người châu Phi phải xét nghiệm và cách ly, bất chấp họ có ra nước ngoài gần đây hay không. Sự việc đã dẫn đến một bức thư chưa từng thấy mà một nhóm đại sứ châu Phi cùng ký để gửi đến chính phủ Trung Quốc. Dù Bắc Kinh nhanh chóng vào cuộc để xử lý khủng hoảng, nhưng cơn giận ở châu Phi tiếp tục sôi sục. Các bộ trưởng trong chính phủ ở Nigeria đã đề xuất các biện pháp trả đũa như điều tra tình trạng pháp lý của tất cả người Trung Quốc đang ở nước này. Và gần đây, một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Hoa Kỳ là Trung tâm Nghiên cứu Pew đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn cầu. Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù Trung Quốc đã giải tiền mua chuộc các nước châu Phi, nhưng 89% người dân ở các nước da này tin rằng hình ảnh của Hoa Kỳ vẫn là tích cực. Chỉ có 57% người châu Phi coi Trung Quốc là tích cực. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2020 với bản tin Đạo quân Trung Quốc thầm lặng đang tàn phá thế giới ra sao. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.